Tuesday bọn phụ thằng ác này đi mà tiệt trái mà tôi tại hồ nhà mà này cái chọc chá hay này cái chọc thầm mây cái áp tiệt mà thầm mây á chứ mùi nhàng cao với cái chọc đầm bầy à còn được bị lọ chừng môn chẳng á nè à lời chọc đàm á cứ đặt tật đàm chừng luôn mà lịch chẳng á nè đặt này nông côn chân năng năng á dừng đặt đàm về bụt tọa mà tiết tật bù hơi nhóm chọc đàm đặt mà xài tại hồ nâng chỗ á đặt mà đoàn tiệt tới hay tới cầu vì thôi mà cầu ở mọt đó của mọi người đồng đồng chẳng thể đồng đồng ở trên ngàn nha sạch tờ hù ọt mọt lòi ní cầu lấy ở hóa nhưng chấp đàm đã score nhưng đã score cho chân đuồn bì dụp hì tức là nông tật mà lịp nâng á hai tay dương cầu vì lấy score ở chân tới tục vì hiện tật chia đi hai dương dương còn chan nhưng mà đã vì á như con chan nhưng mà đã ai o hai to mặt tiết còn chán nó như đã nông tu từ cọ nhưng bị chật nhám hiện từ chẹt từ chẹ ní đã cho nông tu từ cọ từ chẹt từ chẹ hai bị chập cọ đài chẳng á à lời vô khi nhai trên bị túi nhưng mà liền sập hạt hàn mà đòn lời nhưng chật sập bộ bị trên sân bộ khi nhai nó bị hiện cha p cho bị hiện cha hiện tới nhưng chật sập bộ bị hiện kẹ kẹ tí và khi nhai trái dương mà chật bán này dương liền vì ở xa tới sập bộ sang sang tôn tôn sẹp chẳng á ní chất sự bỏ hỏi áo nhóm hành với chân là chân là mà bọn bọn chất nhằm chân là thiền thông thông dân hành thông thông của ban dân hành tui tui của ban thì xong là dân chọn nhằm chân nè dân chọn nhằm bánh dân hành bánh là người lấy mà câu tật score mà đòn nhóm đã score thân nào nguồn bây giờ phì đã chân nguồn bây giờ phì hỏi nhóm câu vì á câu vì là lì lọ hai dân tới dân chập đàm đã bởi tí châu tư còn bởi vì bà em về á nấy hai nhóm tục về làng và bù chân tới hai dương đặt nhảy trầu hai dương cô về tới cô về sập hai nhóm đặt tật trầu đặt tật trầu hai nhóm cô về tới tới và tập đi cô tập score bù hai là dương do ta huyền trên kèo mà đoan là cái nhé về cõi hai tới về hưởng chân cái dương ạ nhà ba về mình hưởng khó lắm vì mình tôn về cái này sao càng khó nói về mặt tôn chân á con mong bồ nó ở cái này á. Thanks you for watching this video.